Alo, alo, thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về ASP.NET nó là cái gì trong cái học phần ASP.NET của chúng ta. Thì đầu tiên các bạn lên trên mạng, các bạn gõ ASP.NET thì vào thẳng cái trang của Microsoft xem thì nó sẽ rõ ràng nhất. Vì sao lại vào cái trang này? Thì vì vào đây thì nó đã cập nhật cho chúng ta rất nhiều cái thông tin. Mà nếu như chúng ta xem những quyển sách, tham khảo các quyển sách thì có thể nó cũng đã cũ rồi và sẽ không cập nhật theo cái vấn đề của hiện nay nữa. Thì đảo qua một chút về ASP.NET đó là cái gì thì chúng ta có thể bấm vào Get Started này. Get Started này, thì trong cái phần Get Started này thì sẽ đưa ra cho chúng ta một số cái ví dụ chạy về ASP.NET nó là cái gì. Tuy nhiên trước khi để vào cái phần ASP.NET nó là cái gì thì chúng ta hãy trả lời cho cái câu hỏi What is ASP.NET hay là ASP.NET nó là cái gì trước cái đã. Chúng ta bấm vào What is ASP.NET được chưa? Thì ở trong này cũng có rất là nhiều cái trang thành phần chữ nó là bằng tiếng Anh, thì để cho thuận tiện thì chúng ta có thể dịch cái trang này ra bằng tiếng Việt. Thì các bạn làm cái điều đó bằng cách nào? Chúng ta nếu sử dụng cái trang web, chúng ta có cái chức năng bấm chuột phải vào, các bạn chuyển thành cái gì ạ? Translate to từ tiếng Việt thì nó sẽ dịch cho tiếng Việt cho các bạn mà các bạn không cần phải đọc tiếng Anh. Thì ASP.NET là cái gì? Thì tất cả mọi mọi thứ về ASP.NET nó được giới thiệu thông qua chỉ là một trang web từ đầu cho đến cuối thôi, từ trên xuống cuối, chỉ trên một trang web thôi. Chúng ta sẽ tìm hiểu tóm tắt cơ bản xem là ASP nó là cái ASP.NET nó là cái gì. Thì đầu tiên cái dòng chữ to, cái dòng chữ ở trên này nó chỉ có hai dòng thôi, được chưa? Một ASP.NET nó là một khung công tác web mã nguồn mở, hay là nói tóm lại nó là một cái hệ thống mã nguồn mở. Thì cái ASP.NET này nó được tạo bởi Microsoft, tạo ra để làm cái gì? Để xây dựng các ứng dụng và dịch vụ web hiện đại với nền tảng .NET. Như vậy chúng ta đã biết rằng là đây là một cái công cụ được tạo ra bởi Microsoft, và đây nó là một cái bộ công cụ mã nguồn mở giúp chúng ta xây dựng các cái ứng dụng và các cái dịch vụ ở trên cái nền tảng web này. Web nó tất cả những cái gì, các anh chị mở cái Explorer lên nhé, Internet Explorer hay là Chrome hay là Facebook lên, anh chị gõ địa chỉ vào đấy thì đó là các cái trang web. Cái thứ hai chúng ta đến một cái khung, đó là nền tảng web. Bây giờ một khung nền tảng web, phải nền tảng web ASP.NET nhé, khác lại và nền tảng web khác. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về nền tảng web trước. Vậy nền tảng web nó là cái gì? Nền tảng web thì nó là một .NET thì nó là một cái nền tảng dành riêng cho nhà phát triển, được tạo thành từ các công cụ này, ngôn ngữ lập trình và thư viện để xây dựng nhiều các loại ứng dụng khác nhau. Bây giờ đây vừa nói về nền tảng .NET thì nó là một cái bộ công cụ và bộ thư viện cho phép chúng ta xây dựng rất nhiều cái chương trình ứng dụng, như ứng dụng Win trên điện thoại này, ứng dụng trên máy tính này, ứng dụng trên web này, các loại dịch vụ này khác nhau. Đó là cái nền tảng web, nó cho phép chúng ta viết rất nhiều các loại công cụ và ứng dụng khác nhau. Ý thứ hai là nền tảng. Nền tảng nó là cái gì? Nó là cơ sở cung cấp các thành phần áp dụng cho tất cả các loại ứng dụng khác nhau. Thì các khuôn chẳng hạn như là ASP.NET đúng nhỉ, mở rộng .NET với các thành phần để xây dựng các loại ứng dụng cụ thể, đúng chưa? Dưới đây là một số thứ các bạn có thể viết trên cái nền tảng .NET, ví dụ như là ngôn ngữ lập trình C#, ngôn ngữ F# và Visual Basic. Cái thứ hai nó là các cái thư viện cơ sở thuộc cái nền tảng .NET thì để giúp chúng ta làm việc với dữ liệu dạng chuỗi, dạng ký tự, dạng ngày tháng, dạng tệp, input, output, vân vân. Và chúng ta có cái ý thứ ba đó là trình chỉnh sửa và công cụ dành riêng cho các cái Windows, Linux, Mac OS và các cái Docker. Như vậy là .NET Framework nó cung cấp cho chúng ta ba cái ý chính: ngôn ngữ lập trình, thư viện cơ sở, trình chỉnh sửa và công cụ. Trong ba cái ý chính đấy nó gồm có nhiều các cái ý còn bổ sung khác nữa. Ở đây chúng ta có thêm một cái tìm hiểu thêm về nền tảng .NET. Nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể kích thêm vào. Tuy nhiên chúng ta tạm thời để cái mục này phía sau. Mục này chúng ta tìm hiểu về tổng quan về cái ASP.NET trước cái đã. Xuống cái thứ hai đó là ASP.NET nó là mở rộng của .NET. Phía trên chúng ta nói là nền tảng .NET nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều thứ, và một trong những thứ mà nền tảng .NET cung cấp được đó chính là ASP.NET, hay nói cách khác là ASP.NET nó là thành phần mở rộng của .NET
mà Net cung cấp thêm cho. Thì ASP.NET này sau khi mở rộng thêm trên Net Framework hay trên nền tảng Net nó cung cấp, nó giúp chúng ta làm cái gì? Thì ASP.NET mở rộng, ASP.NET mở rộng nền tảng Net với các công cụ và thư viện dành riêng cho việc xây dựng ứng dụng web. À, nó nói rằng là ông này ASP.NET, ông được sinh ra chỉ để phục vụ cho mục đích xây dựng website mà thôi. À, đây là một số thứ mà ASP.NET thêm vào nền tảng Net. Như vậy nền tảng Net bên trên nó đã có sẵn một số thứ rồi. ASP.NET này nó mở rộng cái nền tảng Net bằng cách thêm một số thứ khác. Những số thứ khác đó là những số thứ gì? Ở đây chúng ta có một cái gạch đầu dòng, hai gạch đầu dòng, ba gạch đầu dòng, bốn gạch đầu dòng và năm cái gạch đầu dòng. Và năm cái gạch đầu dòng này đó là những thứ mà ASP.NET thêm vào để phục vụ cho mục đích làm web nhanh hơn, tốt hơn. Được chưa? Cái số 1 nó thêm vào nó là cái gì? Một là khung cơ sở để xử lý các yêu cầu web trong C# hoặc trong F#. Đó là khung cơ sở. Cái thứ hai đó là cú pháp tạo mẫu trang web được gọi là Razor, ra do đấy, tiếng Việt chúng ta là ra do, để xây dựng các trang web động bằng ngôn ngữ C#. Thì khi mà các bạn học .NET các bạn cũng sẽ có thêm cái thuật ngữ đó là ra do, được chưa? Thư viện dành cho các cái mẫu web phổ biến chẳng hạn như là mô hình MVC, đúng không? Model View Controller, thì ở trong cái ASP.NET này nó cũng đã hỗ trợ và nó hỗ trợ rất tốt cái mô hình MVC này. Đây là một các cái mẫu web template, web phổ biến. Thứ tiếp theo, cái thứ tư nó là hệ thống xác thực bao gồm thư viện, cơ sở dữ liệu và các trang mẫu để xử lý thông tin đăng nhập, bao gồm xác thực đa yếu tố, xác thực bên ngoài với Google, Twitter. Như vậy khi mà các bạn xây dựng một cái trang web ASP.NET, chúng ta có thể dễ dàng xây dựng các cái hàm xử lý dữ liệu như là xử lý thông tin đăng nhập, chúng ta xác thực hoặc là kết nối tới Google và Twitter, vân vân. Ngoài ra VV này là còn nhiều thêm các thông tin khác nữa. Cái ý cuối cùng đó là tiện ích mở rộng trình soạn thảo, thì có thể cung cấp đánh dấu cú pháp, hoàn thành mã và các chức năng khác dành riêng cho việc phát triển trang web. Thì khi mà chúng ta dùng lập trình web, nếu mà các anh chị không không sử dụng ASP.NET, các anh chị sử dụng các cái bộ mã nguồn mở khác, thì cái việc mà chúng ta vả gõ cái trang web thì nó rất là mất công nếu như cái bộ soạn thảo đó nó không hỗ trợ lập trình. Ví dụ chúng ta chỉ cần gõ một hai từ thôi, nó đã biết trước chúng ta gõ cái gì và rồi nó điền sẵn thông tin của chúng ta chỉ việc xác thực lại cái thông tin đó là sao, chúng ta có muốn gõ như vậy không, chúng ta gõ enter, đỡ được rất nhiều khoảng thời gian chúng ta ngồi gõ kỳ cạch từng cái dòng chữ một. Đấy là một ý liên quan đến ASP.NET. Nó là cái gì? Nó là cái phần mở rộng của Net. Phần mở rộng sau khi mở rộng nó cung cấp một số cái chức năng gì, như là một chức năng, hai ba bốn năm chức năng. Tiếp theo nữa là mã backend. Thì khi sử dụng ASP.NET thì mã backend là mã đằng sau cho phép chúng ta cập nhật thêm mới, sửa xóa các cái vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu đó. Thì khi sử dụng ASP.NET thì mã backend của bạn chẳng hạn như logic nghiệp vụ và truy cập dữ liệu được viết bằng C#, F# hoặc là Visual Basic. Thì vì ASP.NET nó mở rộng Net Framework từ .NET, bạn có thể sử dụng hệ sinh thái lớn như gồm có các gói và thư viện có sẵn cho tất cả các nhà phát triển .NET. Bạn cũng có thể tạo ra thư viện riêng của mình được chia sẻ giữa bất kỳ ứng dụng nào được viết trên nền tảng Net. Như vậy thì ở đây nó gọi là cái mã backend, có nghĩa là cái gì? Thì Net Framework hay nói khác là ASP.NET nó đã hỗ trợ rất tốt cái việc cho chúng ta phát triển các cái backend để giúp chúng ta quản lý cơ sở dữ liệu tốt hơn, thay vì cho chúng ta cần phải viết thủ công bằng tay rất là nhiều. Thì ASP.NET tạo sẵn cho chúng ta một số các cái thư viện mà chúng ta có thể tận dụng được và dùng được để viết cho ASP.NET, viết cho cơ sở dữ liệu mà không mất quá nhiều thời gian. Tiếp theo, ý tiếp theo nữa liên quan đến ASP.NET nó muốn nhấn mạnh đó là các trang động sử dụng C#, HTML, CSS và JavaScript. Thì nhìn bên tay phải đó là hình minh họa giúp cho cái câu này. Đấy chưa? Đây toàn bộ các cái mã trên các anh chị mã nhìn trên màn hình thế này, nó bao gồm table này, TH này, TR, TH này, đây là các mã về HTML. Chúng ta có class bằng table đó là CSS, đúng chưa? Và có cả JavaScript nữa cũng hỗ trợ vì chúng ta viết JavaScript luôn. Thì nói ở đây chúng ta có Razor thì cung cấp một cú pháp để tạo các trang web động bằng HTML và C#. Thì ra mã C# của bạn được đánh giá trên máy chủ và nội dung HTML kết quả được gửi từ đến người dùng.
Thì mã thực thi thì chạy trên máy khách được viết bằng JavaScript, ASP.NET thì tích hợp các cái khung JavaScript bao gồm các mẫu được cấu hình trước cho khẩu ứng dụng hoặc đơn như React và Angular. Thì React và Angular chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Thì về cơ bản thì cái phần này nó muốn nói lên cái thông tin gì? Nó muốn nói lên là chúng ta có thể phát triển cái trang web ASP.NET cả phía máy chủ và máy client. Thấy chưa? Client và máy máy khách đấy. Ở phía client thì là máy khách, chúng ta có thể viết bằng các ngôn ngữ C#, HTML, CSS và JavaScript. Ở phía máy chủ ta có thể viết bằng ngôn ngữ C# chẳng trên hệ thống cũng được. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Khi nào chúng ta viết bằng HTML, khi nào chúng ta dùng CSS, JavaScript và khi nào chúng ta dùng C#. Tiếp theo nữa đó là cái gì liên quan đến ASP.NET. Thì ASP.NET thì nó là một cái ngôn mở, thì giống như phần còn lại của .NET, phần của .NET thì ASP.NET nó là mã nguồn mở ở trên GitHub. .NET thì có hơn 100.000 đóng góp, 100.000 đóng góp rất là con số rất là lớn nữa, và 3.700 công ty đã đóng góp vào cái việc phát triển về mã nguồn mở cho ASP.NET này. Ý tiếp theo nữa đó là Windows, Linux, Mac OS và Docker 1, 2, 3, 4, đúng không ạ? Bốn cái này nó muốn nói cái gì? Thì ứng dụng ASP.NET có thể được phát triển và chạy trên Windows, Linux, Mac OS và Docker. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta học ASP.NET, chúng ta có thể viết hoặc là triển khai và chạy trên cả Windows cũng được. Máy của chúng ta đang hiển thị nó là Windows, các bạn cũng có thể dùng Linux, các bạn chạy ASP.NET được. Các bạn cũng có thể dùng máy Mac, MacBook, các bạn chạy ASP.NET được, hoặc các bạn dùng Docker, các bạn cũng có thể chạy ASP.NET được. Tiếp theo là dòng sản phẩm Visual Studio có các công cụ để tạo ra ứng dụng .NET trên bất kỳ một hệ điều hành nào. Chúng ta có công cụ Visual Studio, thì công cụ đấy chúng ta sẽ tìm hiểu module tiếp theo. Ngoài ra còn có công cụ dòng lệnh và phần mở rộng cho nhiều trình soạn thảo phổ biến. Vậy chúng ta muốn làm lập trình được, chúng ta phải có một bộ công cụ, và Visual Studio là một trong các bộ công cụ mà Microsoft cung cấp để giúp cho chúng ta viết code nhanh hơn, dễ dàng hơn. Đấy là ý một ý ý tiếp theo nữa là trang API, trang này API thời gian thực và dịch vụ vi mô. Thì ASP.NET nó muốn nói cái gì? ASP.NET cho phép các bạn xây dựng nhiều loại ứng dụng web. Lúc này chúng ta nói đến sức mạnh của ASP.NET. ASP.NET sẽ cho phép các bạn xây dựng nhiều loại ứng dụng web. Nó bao gồm có các trang web, đó là đương nhiên rồi, chúng ta đang học về ASP.NET để xây dựng một cái trang web. Ngoài ra chúng ta còn có API REST, chúng ta có dịch vụ vi mô, trung tâm thúc đẩy nội dung thời gian thực trên máy khách được kết nối, hay nói khác là chúng ta cứ post cái thông tin gì lập tức thông tin nó được kết nối luôn, cũng như thời gian thực luôn, kết nối thời gian thực luôn đối với người dùng. Tiếp theo nữa chúng ta có ASP.NET Core, chúng ta có ASP.NET rồi, chúng ta thêm một chữ Core sau nữa. Core nó là lõi, dịch ra tiếng Việt nó là lõi. Thì ASP.NET Core là gì? Thì nếu bạn sử dụng ASP.NET, bạn sẽ sớm bắt gặp một thuật ngữ đó là ASP.NET Core. Và bây giờ chúng ta bắt gặp luôn. Thì ASP.NET Core nó là phiên bản mã nguồn mở và đa nền tảng của ASP.NET. Bạn nên sử dụng ASP.NET Core cho tất cả các ứng dụng mới. Như vậy khi chúng ta tạo ra một cái ứng dụng mới, chúng ta nên sử dụng ASP.NET Core. Bây giờ các hướng dẫn trên trang này đều sử dụng ASP.NET Core. Như vậy khi mà chúng ta đã học tập và làm theo cái trang web này, chúng ta sẽ chỉ sử dụng ASP.NET Core thôi. Được chưa? Các phiên bản chỉ dành riêng cho Windows của ASP.NET tồn tại trước ASP.NET Core, thường chỉ được gọi là ASP.NET. Như vậy là nếu như các bạn tạo ra một cái ứng dụng mới ra, chúng ta chưa mở ứng dụng đâu nhé, chưa tạo bất kỳ một ứng dụng gì, nhưng đọc vào cái này chúng ta có thể hình dung được rằng nếu như chúng ta mở một cái ứng dụng mới mới ra đấy nhỉ, nó sẽ cho phép chúng ta lựa chọn cả ASP.NET và ASP.NET Core. Như vậy các bạn lưu ý là chúng ta chỉ chọn cái ASP.NET Core thôi. Phần lớn sự thay đổi mới này xảy ra trong ASP.NET Core, nhưng các phiên bản khác vẫn tiếp tục nhận được bản cập nhật và sửa lỗi nhỏ. Như vậy tất cả những gì hiển thị lên trên cái trang web học của Microsoft này nó đều được hướng dẫn trên ASP.NET Core, được chưa? Và những cái phần khác nó cũng được sẽ được cập nhật và vá lỗi, tuy nhiên nó sẽ không được hỗ trợ tốt như là ASP.NET Core.
Như vậy chúng ta đã tìm hiểu qua về toàn bộ về ASP.NET rồi. Chỉ có một cái câu trả lời duy nhất, ASP.NET nó là cái gì thôi. Nó là một cái gì ạ? Chúng ta sắp xếp lại các cái nội dung. Nó là một cái gì ạ? Cái bộ như là bộ framework được mở rộng từ Net Framework, được mở rộng từ Net Framework, có rất nhiều các cái chức năng. Bây giờ có rất nhiều các cái chức năng cho phép chúng ta thao tác với cơ sở dữ liệu từ back end, tức là từ back end đến front end. Bây giờ đến front end nó là một bộ công cụ, nó là một cái dạng mã nguồn mở được chạy, có thể chạy trên nhiều cái hệ điều hành khác nhau, từ Windows lên Mac OS và Docker. Và cái ASP.NET này cho phép chúng ta xây dựng nhiều các loại, bao gồm trang web, REST API và cái thời gian thực. Và chủ yếu chúng ta sẽ tìm hiểu về ASP.NET Core. Đó là toàn bộ những buổi trình hướng dẫn về ngày hôm nay. Chào các bạn.